Hello, xin chào khán giả của Đài Sài Gòn TV 55.3. Tôi là bác sĩ Jonathan Hoàng Lâm. Show hôm nay là Sức khỏe và đời sống bảo trợ cho bởi hội y nha của Dallas Forward. Hôm nay rất hân hạnh có mời được một vị bác sĩ chuyên khoa về rehab. Thì xin giới thiệu bác sĩ Benjamin Quang Nguyễn. Dạ chào bác sĩ Jonathan, chào khán giả. Anh Quang làm việc bên UT South Western được bao lâu rồi? Tôi bắt đầu làm từ năm 2008, thì là 7 năm rồi anh. Ok, tức là chuyên khoa về rehab, tức là phục hồi đúng tức rồi. Là mấy cái bệnh của não, đầu óc, tất cả cái gì phải không? Đúng rồi. Tật đồ là anh đúng rồi. Phụ trách để làm cái chuyện đó. Đúng rồi, mà tôi chuyên môn về cho những người bị tai nạn mạch máu não hay là stroke hoặc là bị brain injury. Với lại chất tổng quát nữa. Ok. Cũng xin giới thiệu là bác sĩ Quang cũng là một trong của hội viên của hội Dallas Forward, thì rất là active làm việc cho cộng đồng Việt Nam. Tức là mấy cái health care y tế cộng đồng anh cũng một năm cứ ra mấy lần cũng có gặp anh ở ngoài đó. Đúng rồi, chào bác, cảm ơn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nói về stroke, tức là cái bệnh tiếng Việt Nam nói là tai biến mạch máu não. Thì nó hơi dài dòng chút xíu, thì xin nói là nói stroke đi. Tức là đứt cơn máu trên đầu, thì nói chuyện thông thường thì nó dễ hiểu chút xíu. Thì anh Quang nói là thí dụ như cái statistics đó là khoảng chừng bao nhiêu case, bao nhiêu ca bị stroke. Dạ vâng. Dạ thưa anh Jonathan, bác sĩ Jonathan, có hai loại stroke, thường là hai loại. Một loại là người ta nói là bị thiếu dưỡng khí về óc, với lại một loại khác là nếu mà bị chảy máu trong óc. Thì trong những cái loại thiếu dưỡng khí về óc đó thì nó có ba loại trong đó. Thì cái loại đột tiên đó là thrombotic, cái đó là những cái mà đường máu mà nó bị nghẹt lại đó, nó huyết đông lại đó, thì khoảng 30%. Còn loại thứ nhì là 40%. Cái loại thứ nhì là embolic, cái loại đó là cái nếu mà thị mà cái heart valve, cái số bóc của tim mình đó, nếu mà nó không có làm việc được bình thường đó, thì nó có thể làm cho những cái oxygen nhỏ, tim nó không đều. Đúng rồi. Còn cái loại thứ ba đó là lacuna, cái loại này là những cái mạch máu rất là nhỏ trong óc và bên sâu bên óc đó, thì thường thường những người bị cái này là khoảng 20%. Còn cái loại máu cuối cùng đó là về bị chảy máu, về bị động mạch đó, thì đó khoảng 10%. Thì thường thường một năm đó, nó khoảng chừng bao nhiêu ca bị stroke? Dạ vâng. Dạ thưa anh, một năm đó thì trên nước Mỹ đó khoảng 800.000 người một năm bị stroke. Mà trong 800.000 người này đó là khoảng 130.000 người sẽ bị chết hoặc mất mạng. Còn 2/3 những cái số người mà còn sống được đó, thì họ sẽ phải đi vô trung tâm phục hồi để hy vọng là sẽ lấy lại sức khỏe. Đúng rồi. Thì bây giờ vào chi tiết chút xíu, hình như anh có một cái hình, hai cái hình của mấy cái đầu não của mình. Thì dạ, nếu mà mình bị cái loại thrombotic stroke, tức là cái loại mạch máu mà nó bị đông á, nếu mà bị nặng nó lớn nó nằm cái bên nào của cái não. Thì nếu mà nhìn cái hình đó thì có thể là mình Và thường thường đó, nếu mà bị tai nạn mạch máu não đó, về cái vụ thrombotic đó, là thường thường là họ bị ở cái phần này, cái óc nè. Thì anh thấy là nó là bị chảy máu ở đây nè. Thì như vậy là tại vì cái chỗ này của phần óc đó là nó sẽ được khuyển tay chân của mình. Thế nên những người mà bị ở phần này đó, thành ra họ dễ bị liệt một bên nửa bên người mình. Tức là đồng mạch nào bên trái thì có thể liệt bên phải. Đúng rồi, okay. Đúng rồi. Còn cái đó là cái loại thường, còn có loại mấy cái loại khác đó là cái loại giống như cái loại lacuna đó. Thì nó ở bên trong cái óc nó sâu hơn bên trong. Thì cái này là những người bị tăng sông, hoặc là thường thường những người bị tiểu đường đó, hay bị trong đó. Thì bị cái loại này thì cái thường thường đó, nó là rất là nhỏ, nó là phát cái chỗ óc rất là nhỏ. Nhưng mà nó nguy hiểm một cái là cái dù mà nó phần nhỏ nhưng mà nó đúng cái chỗ đó, thì nó có thể mình rất là bị tăng trật. Okay. Cái phần 3 hồi nãy mình nói là cái loại mà nó vỡ mạch máu. Thì nó là aneurysm. Thì đúng là rồi. Tiếng Việt mình có thể nói là động mạch máu mình nó bị phù lên. Thì hình như là anh có cái hình bên kia rồi. Đúng rồi. Đó thì là trong cái mạch máu này thì anh coi là trong óc mình đó, người nào cũng có một cái mạch máu dẫn máu cho tất cả những bộ phận trong đầu. Còn cái loại này đó là nó dẫn máu trong, nó điều khiển bên trong cái não của mình. Thì thường những người mà bị stroke ở phía này đó, thì thường cái chân của họ sẽ bị yếu. Còn thường thường những người mà bị stroke ở phía này đó là một là tay, hai là chân, hoặc là cả hai. Còn những người mà bị ở phía sau này đó là thường thường nếu mà bị đó thì là có thể không có thể nhìn được, khó khăn, nhìn rất khó khăn. Còn những cái loại mà ở phía trong này nè, thì thường thường là nó có thể làm mình yếu một bên, hoặc là nó có thể làm cho mình
Rất khó điều khiển mặt, cái mặt của mình. Ok. Còn bây giờ mình nói thí dụ như về cái triệu chứng của mấy người sắp sửa bị stroke đi. Ok. Thì là anh nói là thí dụ như là cái người mà họ sợ bị họ vỡ cái mạch máu trên đầu á, thì là họ bị nhức đầu rất là nặng phải không? Đúng rồi. Dạ vâng, đúng rồi. Cái đó là thường thường nếu mà bị cái cuối cùng đó bị vỡ mạch máu là thường thường người ta nói là cái đó là người ta bị nhức đầu, nghĩa là worst headache of my life, là chưa bao giờ họ nhức đầu như vậy được đó. Mà cái đó thường thường đó là người ta sẽ không những bị nhức đầu mà sẽ rất là bị như muốn xỉu luôn. Muốn xỉu luôn, đúng rồi, là không nói năng rất là khó. Thì bởi vậy nếu mà quý vị khán giả mà có bà con bị như vậy đó, phải nên đưa đi nhà thương cấp, tại vì nếu càng đi vô nhà thương sớm thì càng có thể giúp đỡ được nhiều hơn. Ok. Làm sao mà mình ngừa được mấy cái bệnh stroke này? Quý vị phải là tập thể dục thể thao với lại ăn uống bình thường. Tập thể dục thể thao là một ngày tập ít nhất là một tuần, một tiếng đồng hồ, ba lần một tuần. Còn ăn uống thì đừng có ăn nhiều thịt, đừng có ăn nhiều mỡ. Với lại nếu mà bị nhiều mỡ đó thì quý vị nên đi khám bệnh bình xương với bác sĩ gia đình giống như là bác sĩ Jonathan. Thì tại vì những người đó thì có thể, những bác sĩ đó có thể giúp quý vị. Thì đại khái là mình control cái cholesterol, rồi mình control uống thuốc cao máu của mình. Thì cái mạch máu mình, ví dụ cái tăng xong mình đúng, nó không cao thì nó không có đưa cái pressure lên thì nó không sẽ bị vỡ mạch máu trên đầu. Hay là thí dụ mấy quý vị bị bệnh tim đó, mà nhịp tim đập không có bình thường, là Mỹ nó kêu là atrial fibrillation đó, thì họ phải uống thuốc lỏng máu. Đúng rồi. Để nó đừng có động cái máu trong cái tim, rồi cái nhịp tim nó nhồi không đều đấy, thì nó sẽ đẩy một cục máu lên cái đầu mạch máu cho mình, rồi họ bị nghẹt. Thì cái đó là quan trọng. Thì mình đúng thấy rồi. Rất nhiều người là phải uống thuốc lỏng máu suốt đời là như vậy. Thì có nhiều khi họ bỏ thuốc. Đúng rồi. Mà quý vị nhớ là uống thuốc này đó là nó có thể nguy hiểm, tại vì cái thuốc này nó sẽ làm cái máu loạn ra một chút. Thì lỡ mà những người nào mà bị đi vấp, bị ngã đó thì có thể là bị chảy máu trong óc, tại vì cái máu mình đã quá loạn. Với lại hai đó, uống thuốc này đó là mình phải cần đi bác sĩ thường xuyên để họ đo máu coi có đủ loạn hay không. Hay là nếu mà quá loạn thì họ phải chuyển giảm thuốc, còn nếu mà không có đủ loạn thì họ phải tăng thuốc. Thì cái này quan trọng là phải, nếu mà quý vị uống thuốc này đó là phải đi theo một người bác sĩ thường xuyên để coi có đúng độ hay không. Đúng rồi. Còn thí dụ như là nếu mà gia đình generic, gia đình mà cha mẹ hay là anh chị em có thể ai đã có bị bệnh vỡ mạch máu trong não, trong óc rồi, thì làm sao mình có cách nào mình screening hoặc tìm bệnh trước khi nó bị không? Dạ vâng. Thưa anh, bây giờ thưa bác sĩ Jonathan, bây giờ đó họ chưa có cách là tìm screening được, nghĩa là giống như là genetic thì chưa có làm blood test được. Nhưng mà nếu mà những người mà có trong gia đình mà có người mà bị stroke đó, thì mình có thể phải monitor cần kỹ hơn, tức là mình phải đi khám bác sĩ thường xuyên, với lại mình có thể đi chụp hình đầu, hoặc là mình có thể đi đo máu thường xuyên hơn. Với lại thí dụ mà nếu mà bị vỡ mạch máu đó, thì có thể là mình có thể đi làm cái test. Thí dụ đây này là cái mạch máu này giống như cái ống dẫn nước đó, thì nếu mà cái mạch máu nó bị phù ra đó, thì quý vị thấy là nó sẽ phù ra như vậy. Thì nếu mà nó phù ra như vậy nó nguy hiểm, tại vì máu đó nó sẽ đọng ở trong đây, thì nó có thể làm cho mình bị sốt thêm vỡ ra. Với lại cái máu đó, nếu nó bên trong cái mạch máu đó thì nó không có sao. Nhưng mà máu mà nó đổ ra ngoài, nó đụng vào cái óc đó, thì nó sẽ làm hại cái óc, nó sẽ làm bể, nó sẽ làm rất là nguy hiểm. Còn thì đây là một trong những cái bị giống như bị phù. Còn cái này đó là nhiều loại phù khác nhau. Có loại phù là ở cái mạch máu thì nó ra phía này thôi. Thì còn có một loại thì nó là nguyên cả cái mạch máu nó phù ra như vậy. Còn có thì nó, nếu mà nó phù ra mà nó không có chữa đó, thì nó có thể vỡ mạch máu. Thì lúc đó là mình sẽ rất là nguy hiểm. Thì tức là nếu mà họ làm được cái MRI rồi thì nhìn thì trước khi nó vỡ ra đó, đúng thì rồi, là nó cách trị liệu. Đúng rồi. Thì nếu mình làm MRI đó, mình có thể theo những cái mạch máu. Thì anh bác sĩ John đã thấy là ở đây nó phùng phì ra một cái, có nghĩa là đây cái mạch máu là đã bị một cái phì ở đây rồi. Thành ra bây giờ mình phải cần chữa cái này trước khi nó bị bể vỡ ra, có thể là nguy hiểm. Đúng rồi. Ok. Còn đây là cái hình, một cái tấm hình là một cái mạch máu nó bị phù ra này. Đây là bình thường, xong đây là Jonathan thấy đây này ha, với lại đây nữa. Thành ra cái này nếu mà mình không chữa đó, nếu mà nó, thì nó rất có thể nó bị vỡ, mà lúc mà nó vỡ ra là rất là nguy hiểm. Ok, đây là một trong những cách vỡ, tôi nói tổng quát thôi. Thì mình có thể là cái clip vô, họ kẹp nó lại. Thì cái phần này nó không có máu đi, tự nhiên cái này nó sẽ biến đi, nó sẽ từ nó hết. Hoặc là họ có thể
cho một cái sợi dây nhỏ vào đây, dây kẽm, xong họ quấn lại, thì họ quấn nó lại ở đây dây thì cái này nó sẽ tự nhiên nó sẽ làm nhỏ đi. Hoặc là họ có thể dùng cho cái dùng cái đường máu ở chân mình chạy lên, xong họ cho một cái stent, nghĩa là một cái màng lưới đó, màng lưới sắt, đúng rồi. Thì bởi vậy thì cái này nó sẽ không có vô đây, không máu vô đây, xong cái này nó sẽ tự bỏ đi thì nó không có phồng ra nữa thì đỡ bị nguy hiểm. Ok, còn đây là nhiều cách khác nhau họ có thể làm, nếu mà họ chữa được thì dĩ nhiên là giống như là họ cho một cái miếng dây kẽm vô đây, xong tự nó sẽ làm cái phồng ra nó biến đi. Còn đây là họ làm những cái này rất là an toàn, tại vì họ dùng là không, thường thường họ không có cần phải mổ, mà họ dùng mấy cái kiến hiển vi để họ làm trong nhà thương, thành ra vết thương rất là nhỏ. Thì nếu mà quý vị mà đi chữa cái này sớm hơn á thì an toàn hơn, tại vì một khi nó đã bẻ rồi đó thì lúc đó mình phải mổ ra và mổ ốc ra, cái đó rất là nguy hiểm. Đây là một trong những hình mà một cái mạch máu mà đã bị vỡ rồi, thì quý vị thấy là máu ra đây nữa thôi. Máu á, cái nếu mà nó bên trong cái mạch máu thì không sao, nhưng mà nó vỡ ra, nó đụng vào cái ốc đó thì nó rất là nguy hiểm, nó có thể làm damage cái ốc. Cái người này đã bị mạch máu đã bị vỡ rồi đó, thì thường nếu đi vô thì họ phải mổ cái ốc ra, xong họ mới sửa được cái mạch máu. Thành ra quan trọng là nếu mà quý vị tìm được cái mạch máu biết nó bị phùng trước khi nó vỡ đó thì mình có thể chữa rất là dễ dàng, chứ khi mà nó vỡ ra rồi thì rất là khó khăn. Thì hồi xưa tới giờ đó là người ta nói là nếu mà mình muốn biết là mình nói chữ BFAST, nghĩa là BRFIST, còn chữ B đó có nghĩa là tự nhiên mình là balance, có nghĩa là tự nhiên nếu mà mình thấy choáng váng mặt mày mà mình bị muốn là sắp sửa ngã tới đó là thì mình mất thăng bằng, mất thăng bằng, đúng rồi. Còn cái chữ Y là eyes, là thí dụ mà cái mắt mình mà tự nhiên mà thấy nó mờ ra hay là nó lè ra mình nhìn đôi đó thì cái đó là một có thể triệu chứng là bị stroke. Còn cái thứ ba đó là chữ fast, là cái mặt mình nó, nếu mà tự nhiên cái mặt mình nó méo lên một cái, mà đang ngồi mình đang nói chuyện bịch như nó méo lên, cái đó là một cái có thể một cái triệu chứng mình đã bị stroke. Còn cái thứ tư đó là người ta nói là arm, là FAST arm á, thí dụ mình thì quý vị nhờ người nhà đưa cái tay lên, nhưng mà nếu mà cái tay mà không giữ thẳng lên mà tự nhiên giật xuống đó, cái đó là một trong những triệu chứng là mình có thể bị stroke. Còn cái thứ năm là S là speech, là nếu mà đang nói bình thường xong tự nhiên nói lờ đi đó hả, thì cái đó là một có thể một triệu chứng mình có thể bị stroke luôn. Còn cái cuối cùng là T là time, có nghĩa là nếu mà quý vị mà hay là có gia đình, người gia đình mà có bị một trong những cái triệu chứng nói vừa rồi đó thì quý vị phải cần lập tức gọi 911 để tới nhà thương, tại vì nếu mà mình càng đợi lâu đó thì nó càng nguy hiểm, tại vì quý vị nhớ là họ có thể chữa được trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi sau khi triệu chứng nó ra, tại vì nếu mà triệu chứng mà ra mà quá 3 tiếng đồng hồ thì họ chữa cái thuốc gọi là TPA không được nữa, mà cái thuốc chữa cái thuốc đó thì rất là giúp đỡ cho mình khỏi bị tàn tật về sau. Ok, chút xíu mình sẽ là trả lời chương trình, mình nói thêm chi tiết chút xíu về cái triệu chứng này rồi làm sao mình gọi xe cấp cứu tới để cho nó kịp bây giờ. Xin quý khán giả giữ lại màn ảnh để tôi có một chút xíu thông tin thương mại. Xin hẹn lại trong vòng vài phút.